Ok, chào bạn, mình là Tú và hôm nay mình đang quay một cái set quay ở ngoài trời. Và thấy nghe âm thanh thì nó không có rõ lắm và tiếng môi trường xe chạy mọi người nói chuyện rất là khó chịu đúng không? Thì đây là một cái rắc rối mà vậy giải pháp sẽ là đây là cái mic Rode không dây wireless Go mới nhất của Rode thời điểm hiện tại luôn. Và video này mình quay để testing cho cái video sắp tới là cái video hướng dẫn các bạn có thể làm âm thanh vlog sao cho nó dễ nghe, thử âm môi trường. Tại vlog là thường quay ở ngoài và bạn gần như không thể nào khống chế được âm môi trường. Thì ở đây mình sẽ có nguyên một cái túi phụ kiện luôn. Âm thanh như vậy thì nghe ổn rồi đúng không? Nhưng mà nó vẫn có thêm một miếng lọc gió nữa, miếng lông chuột nè. Khi bạn gắn vào thì nó sẽ như thế này. Ok, đây là cái âm thanh sau khi bạn gắn mic lông chuột nè. Nó sẽ khử được những cái tiếng ồn tốt hơn những gió, những cái xe chạy á. Bây giờ các bạn nghe rất là nhỏ luôn. Rõ không? Rõ rồi nè. Rõ không? Alo, alo, 1, 2, 4. Alo, Kosovo. Ok, chỉ demo như vậy thôi. Còn các bạn cố gắng chờ video tiếp theo nhóm. Chủ đề là âm thanh cho vlog. Của này là cái gì ạ? Em làm demo test mic thôi anh ơi. Treo lơ hả? Treo lơ. Để thi đạp. Gì sẽ đạp nữa thôi, nghỉ. Ok, chào các bạn.